Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp với đồn biên phòng Đắc Ơ vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn 350 kg pháo lậu. Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng đi trên xe gắn máy chở theo nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Phát hiện bên trong các bao tải có chứa 200 khối hộp hình chữ nhật, 41 ống trụ hình tròn với tổng khối lượng là 351 kg. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Hùng và Điểu Lợm cùng chú tại tỉnh Bình Phước khai nhận vận chuyển thuê số pháo trên với giá 6 triệu đồng.